Kim gây phẫn nộ khi nhắc đến con gái Mai Phương, nói thẳng về chuyện đưa bé sang Mỹ. Mới đây, ngày 9 tháng 2, Đăng Kim chia sẻ ảnh chúc mừng sinh nhật Phùng Ngọc Huy. Trong hình, cả hai thân mật bên nhau, dường như đã có buổi hẹn hò riêng. Nhắn nhủ đến Phùng Ngọc Huy tình tin đồn của anh viết: Happy birthday hot boy Phùng Ngọc Huy, ráng giữ sức khỏe và lo làm ăn kiếm tiền về trước con bé qua đi, chứ không chúng chửi tôi hoài kìa. Đính kèm là loạt icon cười và trái tim. Lời nhắn nhủ của Đăng Kim nhanh chóng vấp phải sự phản đối của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng nữ ca sĩ xưng hô thiếu tôn trọng với con gái Mai Phương cũng như công chúng. Việc dùng từ con bé, chúng khiến bài viết của cô hứng chịu hàng loạt chỉ trích. Trước những lời lẽ không hay của cư dân mạng, Đăng Kim vẫn chưa có động thái phản hồi. Trước đó, nữ ca sĩ từng bị công kích và bị cho là nguyên nhân khiến Phùng Ngọc Huy và Mai Phương trạng đứt. Không chỉ vậy, thời điểm Mai Phương đời, Đăng Kim còn hứng chịu làn sóng chỉ trích nặng nề dù chưa thật sự công khai mối quan hệ với Phùng Ngọc Huy. Trong khi đó, bé La Vi hiện đang sống cùng bảo mẫu tại Việt Nam. Cô bé được nuôi dạy rất tốt, càng lớn càng được nhận xét là giống hệt Mai Phương. Được Puka công khai hỏi, mê chị hay sao? Jin Tuấn Kiệt phản hồi thế nào? Jin Tuấn Kiệt Puka từ lâu đã trở thành cặp đôi chị em được đông đảo người hâm mộ đẩy thuyền. Mới đây, cả hai tiếp tục khiến fan đứng ngồi không yên khi công khai thả thính nhau trên mạng xã hội. Puka chia sẻ đoạn clip Jin Tuấn Kiệt nhắc đến tên mình khi tham gia một chương trình giải trí. Puka còn công khai hỏi thẳng Jin Tuấn Kiệt, mê chị hay sao? Jin Tuấn Kiệt ngay lập tức có màn phản hồi đầy ngượng ngùng. Thì em nhớ em đóng phim với chị nên em đoán vậy đúng rồi mà. Màn tương tác thân thiết của Puka và Jin Tuấn Kiệt khiến fan hào hứng cho rằng thuyền sắp cập bến. Cách đây vài ngày, Jin Tuấn Kiệt khiến fan xôn xao khi công khai hình ảnh thả thính Puka. Tiến Luật bất ngờ chia sẻ hình ảnh Puka chụp ảnh cho con trai Jin Tuấn Kiệt kèm dòng trạng thái: cô gái trong hình chắc hẳn phải là một đại mỹ nhân nên con tôi mới vui tới vậy. Trước sự trêu đùa của đàn anh, Jin Tuấn Kiệt không ngại ngần phản hồi: con cũng chỉ học tập theo ba để có được đại mỹ nhân như mẹ Thu Trang thôi mà. Trước đây, cặp đôi không ít lần vướng tin đồn hẹn hò khi bị soi ra ảnh du lịch cùng nhau hoặc những lần xuất hiện tình tứ tại đường phố. Tuy nhiên, cả hai đều giữ im lặng. Dù thế, người hâm mộ vẫn không ngừng đẩy thuyền mong chờ tin vui từ cặp đôi.